Xét về hợp tác quốc tế, phần lớn đối tác của BBT là Hoa Kỳ, châu Âu và một phần nhỏ đến từ Trung Đông và Trung Quốc. Chúng tôi chỉ hợp tác với những đối tác lớn có những sản phẩm và dịch vụ uy tín, chất lượng tốt nhất để có thể đồng hành và phát triển cùng BBT. Labrada, RSP, Nutech, Evoken và San Nutrition. Chúng tôi cũng mạnh dạn loại bỏ những đối tác không còn phù hợp để cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ ngày một tốt hơn. Với một cái dịch vụ cao cấp nhất, đẳng cấp nhất và chân thật nhất. Với 4 tòa building văn phòng rộng lớn nằm ở khu vực đắc địa, Á Ngữ, những trục giao thông huyết mạch trong thành phố. Với chế độ đãi ngộ lao động cao đã thu hút hơn 200 lao động, phân bố đều các bộ phận quan trọng, trong đó phải kể đến phòng ý tưởng marketing, phòng thiết kế, phòng sale bán hàng, phòng chăm sóc khách hàng. Và đặc biệt phải kể đến phòng logistics đã xử lý và vận chuyển một lượng hàng hóa khổng lồ đến tận tay khách hàng khắp Việt Nam. Với tiềm lực kinh tế mạnh mẽ và khát khao cống hiến cho công việc của mình, BBT sẽ luôn đeo đuổi, tham vọng ngày càng phát triển lớn mạnh mọi lĩnh vực công ty đầu tư. Xứng đáng với vị trí ngôi vương lĩnh vực gym và thực phẩm bổ sung Việt Nam như một tham vọng chữ nhất đời gym của Giám đốc Duy Nguyễn từ ngày BBT mới được thành lập vào ngày 19 tháng 1 năm 2012. BBT nâng tầm con người Việt Nam. Phân phối thực phẩm bổ sung thể hình và mạng lưới trung tâm gym THOL lớn nhất Việt Nam. BBT, anh cả tiên phong ngành gym và supplement. Duy Nguyễn, BBT Founder.